Fabregas sẽ đầu quân cho Everton trong mùa hè này sau khi chia tay Man United sau ngày 30 tháng 6. Cũng cần nói thêm rằng, huấn luyện viên Sean Dyche chính là người đã chuyển nhượng Vargas cho Burnley cách đây 18 tháng với giá 12 triệu bảng. Sau đó Sean Dyche bị sa thải và Company là người kế nhiệm. Tổng cộng vào Vargas đã có 31 lần ra sân cho Man United, góp 2 bàn thắng và 3 kiến tạo. Dù vậy, người ta vẫn nhìn thấy sự tích cực của cầu thủ người Hà Lan. Theo tờ Nhật báo Bild, Kai Havertz sắp rời Chelsea để cập bến Real Madrid nhằm thay chỗ Karim Benzema. Bild cho biết huấn luyện viên Ancelotti và chủ tịch Perez đều ngưỡng mộ Havertz nên muốn chiêu mộ ngôi sao 23 tuổi. Kai Havertz gia nhập Chelsea vào năm 2020 với giá 80 triệu euro. Anh là công thần giúp Chelsea chinh phục Champions League 2021 với bàn thắng duy nhất vào lưới của Man City. Pep Guardiola đang xem xét khả năng chiêu mộ Rafael Guerrero của Dortmund, qua đó mở đường cho Sergio Gomez gia nhập Burnley. Rafael Guerrero sẽ đáo hạn hợp đồng với Dortmund vào ngày 30 tháng 6. Hậu vệ người Bồ Đào Nha hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của các câu lạc bộ lớn, đặc biệt là Bayern Munich. Nếu thành công, Man City sẵn sàng để Sergio Gomez gia nhập Burnley. Gomez mới gia nhập Man City từ Anderlecht hồi mùa hè năm ngoái với giá 13 triệu euro, song không thể cạnh tranh một suất đá chính. Câu chuyện đội chủ vẫn chưa ngã ngủ, thế nhưng Manchester United đã nhận tin vui về Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh có kế hoạch ở lại Man United thêm nhiều năm. Vì vậy, Rashford sắp ký hợp đồng lớn nhất trong sự nghiệp với đội chủ sân Old Trafford. Trước đó, Rashford từng từ chối PSG để gắn bó lâu dài với Quỷ Đỏ. Bởi lẽ tiền đạo này cảm thấy hạnh phúc vì lấy lại được phong độ tốt dưới thời Erik Ten Hag. Quan trọng hơn cả, Rashford được Ten Hag xem là nhân tố chủ chốt trên hàng công. Đây cũng là mùa giải mà Rashford ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp. Nhờ phong độ cho sáng nên tiền đạo này đoạt danh hiệu Sir Matt Busby Player of the Year. Jose Mourinho đang ngầm xác nhận sẽ ở lại Roma sau khi mùa giải này kết thúc. Khi được các cổ động viên trên khán đài hỏi liệu sẽ ở lại câu lạc bộ hay không, Mourinho không trả lời mà chỉ liên tục chỉ tay xuống đất. Với hành động này, Mourinho như ngầm khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với sân Olimpico. Mourinho dẫn dắt Roma từ mùa hè 2021. Ngay trong mùa đầu tiên, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã cùng với câu lạc bộ giành chức vô địch Europa Conference League. Trong mùa giải này, ông cũng đã giúp Roma lọt vào trận chung kết Europa League và nhận về danh hiệu Á quân. Theo truyền thông Anh, Diogo Costa của Porto là một trong những mục tiêu theo đuổi của Quỷ Đỏ. Thủ thành 23 tuổi gia nhập học viện của Porto trước khi ra mắt đội 1 vào năm 2019. Điểm mạnh của Diogo Costa là khả năng chuyền bóng. Sau trận đấu cuối cùng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Diogo Costa cũng đã lên tiếng về tin đồn. Thủ thành này khẳng định thông tin trên không đúng sự thật và anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó sự nghiệp tại sân Dragao. Theo truyền thông Pháp, Thierry Henry sắp sửa trở lại với công tác huấn luyện. Cụ thể, huyền thoại câu lạc bộ Arsenal sắp trở thành trợ lý cho Julian Nagelsmann trong một dự án mới tại PSG. Hiện tại, Thierry Henry đang làm công việc bình luận viên trên truyền hình Pháp. Ngoài ra, anh còn cung cấp các bài phân tích cho Champions League trên CBS Sports. Kể từ khi giải nghệ, Thierry Henry đã dẫn dắt hai câu lạc bộ là Monaco và Montreal Impact. Điều đáng nói, Henry đã thất bại, qua đó phải rời Monaco và Montreal Impact không kẹt không trống.